Thưa quý liệt vị, hôm nay là ngày mùng 4 tháng Giêng năm Mậu Tuất, tức là ngày mùng 4 Tết. Chúng ta lại trở về chùa Hòa Khánh để thực hiện cái sứ mạng thiêng liêng mà trong nhiều năm chùa chúng ta đã tổ chức. Từ cái ngày tổ chức chỉ có 5-7 thầy trò ở trong chùa cho đến hôm nay, thì có sự hiện diện của chư Tôn Đức và quý Phật tử đông đảo như thế này. Nếu nói một cách nào đó thì đó cũng là một biểu hiện cái ngày họp mặt truyền thống mừng xuân chúc Tết. Theo cái ý nghĩa của dân tộc thì chúng ta cũng có phần phát triển. Thật sự ra trong những ngày qua, từ mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì chúng ta cũng đã về chùa, cũng đã lễ Phật, cũng đã tụng kinh, cũng đã làm tất cả những cái nghĩa vụ của người con Phật đối với ba ngôi báo, đối với chư tăng, đối với chúng bạn một cách rất là hân hoan, một cách rất là thoải mái, một cách đúng ý nghĩa là mùa xuân chẳng những của dân tộc, và đồng thời đón mừng cái ngày thánh đản của Đức Từ Phụ Di Lặc Tôn Phật ra đời. Mà Đức Di Lặc ra đời cũng có nghĩa là cái ngày hoan hỷ, cái ngày phúc báo cho hàng con Phật của chúng ta, để làm sao biểu trưng cho một đầu ngày đầu của một năm mới, biểu trưng cho mùa xuân mới, biểu hiện cho một năm mới chúng ta luôn luôn là hoan hỷ, luôn luôn là vui vẻ, luôn luôn là phấn chấn, chẳng những ở trong sinh hoạt cá nhân của gia đình, của bè bạn, của xã hội, mà đồng thời tinh tấn dũng mãnh tu học ở trong đạo tràng chùa Hòa Khánh của chúng ta. Từ ngày mùng 1 cho đến hôm nay thì chúng ta cũng thấy mỗi tối quý Phật tử về tu tập cũng rất đông. Và đồng thời buổi sáng hôm nay là sáng mùng 4, thường lệ chúng ta cũng vân tập về chùa Khánh vào lúc 5 giờ sáng để chúng ta tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cầu nguyện và chia sẻ pháp thoại một cách hoan hỷ trong cái ngày đầu xuân của chúng ta. Sáng hôm nay thầy cũng nêu lên một cái ý rất là có ý nghĩa, là chúng thầy chúc cho tất cả quý Phật tử của chúng ta luôn luôn được quan nghỉ, luôn luôn được thoải mái hân hoan, và luôn luôn trong lòng nở những nụ hoa thiền vị giống như rừng hoa ở tại chùa Hòa Khánh để chúng ta mừng xuân Di Lặc và đón Tết Nguyên Đán. Mà thầy có nhấn mạnh là chúng ta phải làm sao nở cái nụ hoa ở trong lòng chúng ta một cách thật thoải mái, thật là thanh thoát, thật là nhẹ nhàng, hay là thật là hoan hỷ với như những nụ hoa mà thật, nghĩa là xinh xắn và tư tốt, chứ không được nở ở trong lòng mình những nụ hoa mà nó héo thì không nên. Cho nên cố gắng như thế mà chúng ta nở những nụ hoa, cái niềm hoan hỷ ở trong lòng chúng ta thì nó sẽ tác động đến cái sự sống của chúng ta trong một năm mới. Qua cái cử chỉ, cái hành động, cái việc làm của chúng ta, bởi vì đó mới là cái quan trọng của người con Phật chúng ta. Nếu mà trong lòng chúng ta được hoan hỷ thì chúng ta mới biểu hiện ra hoan hỷ, chúng ta mới có những cái cử chỉ, hành động hoan hỷ,
có những cái việc làm hoan hỷ, và từ đó cuộc đời chúng ta nó sẽ hoan hỷ và thoải mái. Mà khi hoan hỷ thoải mái thì chẳng những chúng ta làm bất cứ việc gì cũng được thành tựu trong cái tâm lòng chúng ta hoan hỷ, mà khi hoan hỷ thoải mái thì chúng ta sẽ có những ứng xử rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái với mọi người. Mà nếu được như thế thì mọi người sẽ chẳng những mến chúng ta, thương chúng ta, mà đồng thời còn có thể nể phục của chúng ta. Cho nên chúng ta mà có được cái sự hoan hỷ thì chúng ta sẽ thành công là như thế. Và cái thứ hai là chúng ta cảm thấy rằng trong những ngày qua là ở chùa hay ở nhà chúng ta chăm sóc những cây cảnh, những hoa lan cúc trúc, nghĩa là tất cả những cái cây cảnh trong cái ngày Tết, ngày xuân, phải nói rằng một cách rất là tỉ mỉ, một cách rất là trân trọng, một cách rất là chu đáo. Cho nên thành nhờ như thế mà trong khi những cái nụ hoa hay những cái đóa hoa nó nở lên một cách rất xinh đẹp. Từ chỗ đó cho nên thầy cũng mong rằng chúng ta chăm sóc bản thân của chúng ta, chăm sóc người thân của chúng ta, chăm sóc con cái của chúng ta, chăm sóc những cái gì của chúng ta một cách nâng niu, một cách trìu mến, một cách cẩn thận, một cách nghĩa là tận tụy như thế, thì chúng ta sẽ có những cái đóa hoa tươi đẹp. Và chăm sóc cái thân như thế nào thì chăm sóc cái thân bình thường như hàng ngày chúng ta đã chăm sóc. Nhưng mà ở đây thầy muốn chăm sóc cái tâm của chúng ta, chăm sóc cái tánh của chúng ta. Ngày xưa ông bà ta nói rằng phải tu tâm, phải dưỡng tánh, chỉ có mấy từ đó thôi nhưng mà nó rất quan trọng quý vị. Nếu tâm chúng ta mà không sửa, không tu thì tâm chúng ta trở thành ra cái tâm xấu, cái tâm ác. Bởi vì cái tâm chúng ta nó chạy nhảy như vượng, truyền qua cây này cây kia, nó không bao giờ đứng yên một chỗ. Quý vị nhớ, thế cho nên chúng ta phải tu, phải sửa, phải chăm sóc nó, phải dưỡng tánh. Phải làm sao? Phải giữ cho cái tánh của chúng ta nó được trầm tĩnh, nó được an lạc, nó được giải thoát. Thì khi nào chúng ta tu tâm mà chúng ta dưỡng tánh tốt như thế thì chúng ta sẽ có một cái đời sống mà phải nói, nghĩa là chẳng những trường thọ mà đời sống mẫu mực, cái đời sống gương mẫu ở trên cuộc đời này. Chúng ta cảm nhận được một cái điều mà trường thọ như đức đệ nhị, đệ tam pháp chủ của chúng ta là Ngài Phổ Tuệ. Đến hôm nay Ngài sống 103 tuổi. Sống 103 tuổi là ngày xưa người ta nói rằng á, sống tới 70 tuổi là hiếm rồi. Nhưng mà nay á, là cũng sống tới 103 tuổi. Và chúng ta cũng biết được nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười cũng sống 103 tuổi đó quý vị. Vừa rồi chúng tôi thấy ở trên TV khi cụ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chúng ta đến thăm thì cụ vẫn ngồi để mà tiếp cụ Tổng Bí Thư chúng ta. Thì cái đó là một cái điều mà các cụ đã biết tu tâm, biết dưỡng tánh đó quý vị. Bởi cái tâm và cái tánh nó quan trọng. Cái tâm mà nếu chúng ta nó có cái tâm xấu, cái tâm ác, cái tâm mà làm nghĩa là cho người đau khổ thì cái đó nó nguy lắm. Cho nên không thể nào trường thọ được. Cái tâm chúng ta mà nếu biết chia sẻ, biết giúp đỡ, biết thương người, biết tu, biết sửa từ cái xấu ra cái tốt thì cái tâm đó tốt lắm. Từ cái tâm nó tốt, cái tánh nó tốt thì tự nhiên là cái trường thọ, cái phước báo của cải giàu có đến với chúng ta. Nó tác động lẫn nhau từ cái vật chất cho đến tinh thần. Rồi cuối cùng chúng ta ứng xử một cách nhẹ nhàng. Trời đó, bà cụ đó sao mà ứng xử dễ thương quá. Ông cụ đó trời ổng nói ổng vậy rất là dễ thương. Con cháu đứa nào nó cũng quý nó kính hết. Bởi vì ta có quá trình ta tu, ta luyện, tu tâm dưỡng tánh. Trên trong ngày đầu xuân mà nếu mà chúng ta chỉ áp dụng chừng đó mà thôi thì phải nói rằng tâm tánh chúng ta nó sáng suốt, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó thoải mái, nó đem lại không biết bao nhiêu lợi ích cho cháu, cho con, cho gia đình, cho xã hội. Chứ chưa nói rằng
Nếu mà chúng ta tiến thêm một bước nữa là chúng ta về chùa, chúng ta tụng kinh, chúng ta lễ Phật, chúng ta sám hối, chúng ta cầu nguyện, luôn luôn mong ước cho bản thân chúng ta, luôn luôn mong ước cho người thân chúng ta, luôn luôn mong ước cho xã hội chúng ta được tốt đẹp, thì chắc chắn rằng một ngày nào đó xã hội chúng ta sẽ tốt đẹp. Bởi vì xã hội á, là kết tinh với những người, với con người với nhau, những gia đình này với gia đình kia với nhau, những xóm làng này với xóm làng kia với nhau, nói rộng lớn lên là với tỉnh này với tỉnh kia và cả nước, nó thành ra một quốc độ, một xã hội. Mà nếu từng cá nhân chúng ta mà biết tu tâm, biết dưỡng tánh, biết sửa đổi những cái xấu thành cái tốt, những cái ác thành cái thiện, những cái lợi người, lợi mình, lợi tất cả chúng sanh, thì trong đó chúng ta không có ganh tị, không có ghen ghét, không có nói xấu, không có ác độc, không có dành phần hơn gì cho mình, tất nhiên xã hội nó tốt, nó đẹp. Cho nên đây là một cái thông điệp rất quan trọng mà từ ngàn xưa đến bây giờ mà nhân loại trên thế giới thực hiện chỉ mới được phân nửa thôi chứ chưa hết. Nếu nói 7 tỷ người thì chắc cũng được 3,5 tỷ. Nó mới điều tiết xã hội, nó mới quân bình, nó mới ổn định đến ngày hôm nay. Chứ thật sự ra cái ác nó cũng nhiều lắm quý vị. Nhưng mà cái tốt, cái thiện nó cũng nhiều lắm. Cho nên thế giới không biết bao nhiêu là tổ chức thiện nguyện từ thiện để chia sẻ với nhân loại, chia sẻ với con người. Nhưng mà cũng không chia sẻ hết quý vị. Không chỉ chia sẻ vật chất mà phải chia sẻ tinh thần. Mà không phải chỉ chia sẻ tinh thần mà phải chia sẻ cho một hướng đi, chia sẻ cho một định hướng, chia sẻ cho một cái tầm nhìn. Cái tầm nhìn như thế nào để sống theo thiện, không sống theo người ác, sống cho đúng chánh pháp, không sống sai chánh pháp, sống cho đúng với sự thật, không sống sai sự thật, sống với chân lý, không phải sống với những cái phù phiếm ở bên ngoài. Cái đó mới là cái còn lại miên viễn ở trong con người của chúng ta. Phải hướng dẫn, phải giáo dục như thế nào con người chúng ta có một cái định hướng sống hướng thiện. Hướng thiện là làm tất cả những cái gì tốt đẹp cho con người, đừng có bao giờ làm những cái gì mà hại con người. Nhưng mà khó lắm quý vị, bởi vì nó đa dạng lắm, nó thiên biến vạn hóa lắm. Và đồng thời nó cái thiện với cái ác mà chúng ta phân biệt cho được, áp dụng cho được, ứng dụng cho được, chẳng những bản thân của mình mà cho con, cho cháu, cho chắc, cho bà con quyến thuộc của mình, khó lắm quý vị. Bởi vì con người nó khó lắm, trước mắt, trước mọi người thì như vậy, nó im re, nó hoan hỷ vô cùng, nhưng mà còn cái tâm thì nó loạn động, nó thiên biến vạn hóa, không biết nó nghĩ cái gì, nó làm cái gì. Bởi vì trong nó chứa cái gì? Nó chứa cái tham, cái lam, cái sân, cái si, cái ác, cái độc, cái biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân và vân vân. Mà những cái đó mà nó chỉ sai lệch một tí thôi, nó qua cái gì? Nó qua năm cái hình thức mà gọi là ngũ dục ở thế gian. Ngũ dục ở thế gian thì qua cái đó là nó làm cho con người của mình nó thay đổi vô cùng. Nghĩa là ngũ dục là gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Nó chi phối con người của mình. Nó qua cái nhận thức của mình. Nó qua cái gì? Nó qua cái nhãn nhĩ tỷ thiệt của mình. Nó qua cái gì? Nó qua cái sinh hoạt trong cuộc sống của mình. Nào là bà con, nào là quyến thuộc, nào là lợi ích nhóm, nào là những cái mà chỉ có biết mình mà không biết người ta, là khổ vô cùng. Cho nên làm sao mà chuyển hóa được cái đó là quý vị biết khó lắm.
Cho nên có những người mà già, thật già rồi, ta vẫn cứ ráng mà ta tu. Bởi vì càng già chừng nào á thì ta thấy rõ cuộc đời chừng đấy. Còn tuổi trẻ chưa thấy, tuổi trẻ chưa thấy mà chỉ có nhìn cái gì mà thích, cái gì mà khoái, cái gì mà ngon nhất là mình ôm về hết. Còn người già thôi, không làm nữa, không lấy nữa, không nhận nữa, mà chỉ những cái gì thiện, những cái gì tốt mới làm, và đồng thời mới nhận về mình mà thôi. Cái đó là cái đặc biệt nhất là người Việt Nam chúng ta. Nó thấm đậm cái tinh thần triết lý, chẳng những là của các tôn giáo mà của người Việt chúng ta. Luôn luôn là làm lành lánh dữ, luôn luôn là của phi nghĩa có giàu đâu, ở cho có nhân có đức giàu sang mới bền. Bởi vì ngài các vị đó ta lớn tuổi, ta chiêm nghiệm, ta thấy rồi. Tiền bạc, châu báu, ngọc ngà chất đóng nó đi cũng không có làm gì hết. Mà khi sinh, lão, bệnh, tử nó đến thì buông hết. Chỉ còn chi? Còn là cái đạo đức để lại cho đời, cho con, cho cháu, cho xã hội. Cái người mà để lại ít thì ta để lại bằng cách nhỏ nhẹ. Còn cái người mà có thể để nhiều thì ta cũng cố gắng ta làm sao để cho nhiều. Bởi vì ta nghĩ rằng chỉ có cái đạo đức mới để lại mà thôi. Còn tất cả những cái khác đến rồi đi, không bao giờ còn. Cho nên cái đó là cái triết lý sống của người Việt của chúng ta. Cho nên trong cái ngày đầu xuân thì cái nhiệm vụ của ta không có làm gì hết á. Trước tiên là ngày 30 ta phải rước ông bà tổ tiên để về chung vui với ba ngày Tết với con với cháu đã. Làm gì làm? Người thì tổ chức linh đình, người thì tổ chức bình thường, người thì chỉ cần đốt nén hương là rước ông bà về để cùng chung vui với con cháu. Bởi vì ta quan niệm không phải chỉ có vật chất mới là chung vui, mà về mặt tinh thần ta nghĩ rằng ba ngày đó là ba cái ngày mà giống như nếu có địa ngục thì ta mở cửa địa ngục cho ông bà, cho tổ tiên về với con cháu để mà sum họp. Cho nên cái từ mà sum họp á, không phải chỉ có sum họp những người còn sống, mà kể cả cái ngày cái người mà phước mày phước mặt nha quý vị. Cho nên cái triết lý của Việt Nam nó cao siêu như vậy, nó nhân bản tích cực như vậy. Để làm chi? Để ông bà còn sống, cha mẹ còn sống thì cũng chia sẻ với tổ tiên những cái việc thành đạt của mình, những cái đoàn tụ sum vầy của gia đình. Cho nên nó thiêng liêng lắm. Đó, rồi đến ngày mùng 1 thì ngoài cái việc mà cúng kiến cho tổ tiên ông bà rồi á, thì trong gia đình ta mới nói rằng ngày mùng 1 là gì? Có vị nào biết không? Mùng 1 Tết, Tết cha. Mùng 2 chết mẹ. Thầy cũng không biết sao, bởi vì thấy chữ mẹ thiêng liêng lắm mà. Cái này ta dành cho cái người cha đầu tiên. Nói chữ Tết thì nghe nó nói ghê gớm vậy, chứ thật sự ra con cháu mà nếu mà đúng theo lễ nghĩa là ngày mùng 1 là phải quay quần để mà tôn vinh, để mà thực hiện cái lễ nghi để cho cha mình chỉ dạy con cháu. Bởi vì người cha mặc dù nó không có một cái thiêng liêng cao quý như người mẹ, nhưng mà nó có cái thiêng liêng khác, là cái người trụ cột của gia đình. Người mẹ thì đúng là chỉ có thương con, đùm bọc con cái, nhất nhất cũng gì có mẹ bên cho nên thương mẹ, chưa nói nghĩa là gì đó sanh nặng đẻ đau. Cho nên á, cái ngày đầu tiên của năm mới là phải nghĩ đến cha của mình. Rồi tới ngày mùng 2 là Tết mẹ. Thì nói như thế chứ đôi khi đó, cha của mẹ không ở gần của mình. Cho nên thí dụ con cháu ngày đó phải đi về thăm bố, thăm mẹ.
Rồi tới ngày mùng 3 là sao? Tết Thời. Mà tại sao đây mình tết mùng 4? Thầy đây không phải thầy chùa. Thầy đây ngày xưa là thầy dạy học. Thầy dạy học của mình. Trời, ngày xưa cái nghĩa thầy thiêng liêng lắm. Tết mà đến nhà thầy thì trời ơi, nó sung sướng vô cùng. Mà đến không được thì nó nặng lòng lắm, chẳng phải bây giờ. Bởi hồi xưa ta coi chữ, ta nói chữ thánh hiền. Chữ thánh hiền mà không có thầy dạy là chết, không làm sao biết được. Bây giờ thì cái điều kiện khách quan, xã hội nó văn minh, nó tiến bộ, thì cái chuyện học trò, cái chuyện thầy thì nó nhiều lắm. Cũng vì nhiều cho nên đôi khi cái khái niệm đó nó không còn được thiêng liêng như ngày xưa. Nhưng nó vẫn còn trân trọng với một cái nghĩa mà ta làm cách khác. Tôn sư trọng đạo, có cái ngày của thầy giáo. Chứ thật sự ra ngày xưa thì ngày Tết nó dành riêng. Bây giờ thì vẫn còn, chứ nói như thế không phải hết, vẫn còn trân trọng lắm. Bởi vì cái chữ thánh hiền hay là cái chữ để cho mình có học hành văn minh trên cuộc đời này, nó quan trọng vô cùng tận. Cho nên không học á thì sao? Thì dốt. Cho nên muốn hết dốt thì phải học. Mà học thì phải nhớ ơn thầy. Thầy mà dạy cho mình nhớ từng chữ, từng câu, từng này kia, mình lớn lên mình thấy, mình cảm thấy tuyệt vời lắm. Cho nên ai mà con cháu mà có học cao, trời ơi tuyệt lắm, dễ thương lắm. Trên mùng 3 thì phải tết thầy. Tết rất trân trọng nha, chứ không có phải lơ mơ đâu. Nó trở thành ra một cái truyền thống đẹp của dân tộc chúng ta. Mặc dù cái ngày Tết Nguyên Đán mình cũng có dính líu đến các nước, nhất là ở Đông Nam Châu Á, trực tiếp là Trung Quốc. Giờ trên thế giới người ta cũng có cái khác, nhưng mà thiệt ra mình là người Việt Nam, cho nên cái Tết của Việt Nam là tuyệt vời nhất mà thôi. Chưa nói cái gì khác. Chưa nói rằng á, trong một năm cũ đã trôi qua, cho nên chúng ta cũng cảm thấy rằng ăn năn sám hối làm gì hết trong một năm. Để chúng ta kiểm điểm cái ngày tổng kết, coi những cái gì tốt đẹp nhất chúng ta giữ lại, còn cái những gì chưa, những cái gì xấu thì chúng ta bỏ. Thì như vậy để nói chi? Để nói ngày nay tất cả những cái sinh hoạt mà nó dính líu đến cái sự tu tập chúng ta, từ cái chuyện nghe pháp, từ cái chuyện xem truyền hình, từ cái chuyện mà tu tập, cũng phải có cái nhìn cho mới, nhất là trong năm mới. Cho nên hôm nay là cái buổi họp mặt, thì thầy cũng muốn trao truyền tất cả những cái tấm lòng của thầy đến với chư tôn đức một quý liệt vị. Chúng ta phải đổi mới, phải có cái tầm nhìn mới, phải có cái tinh tấn mới, giống mạnh mới để tu tập. Ví dụ hồi xưa thì một ngày đi tụng kinh có một lần thôi, buổi tối gọi là tịnh độ. Còn bây giờ phải thêm một lần nữa buổi sáng. Cái khóa lễ buổi sáng rất quan trọng. Chẳng những là cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó khỏe khoắn, nó thanh thoát, mà vô đó chúng ta lễ Phật, tụng kinh, sám hối, cầu nguyện xong rồi chúng ta nghe quý thầy chia sẻ pháp thoại hay lắm. Thầy nghĩ rằng đó cũng là một cái cách đổi mới để chúng ta tu hơn nữa. Có một câu chuyện á, mà trước đây á, là Hòa Thượng Thanh Hùng cũng hay đùa, nhưng mà thầy thấy rất vui, mà hôm nay thầy thấy rất đúng. Và khi mà ông niệm Phật á, thì ông niệm cái tay của ông làm rất nhanh, có khi hai ba hột kìa. Thì có một người hỏi ông á, và thầy, con nghe đi, niệm Phật mỗi lần mà niệm chuỗi thì một hột chuỗi là niệm một câu A Di Đà Phật, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà sao bữa nay là thầy niệm lần 3-4 hột cũng thấy thầy cầm cái tay được vậy? Đó, thì hỏi bất tử vậy thì ông cũng giật mình. Ông nói rằng trời đất ơi, thời buổi là công nghiệp, niệm 3-4 hột nhưng mà chưa kịp đâu á. Nhưng mà thật sự ra càng văn minh chừng nào thì mình cần càng phải nỗ lực, chẳng những làm việc, tu học,
ngủ nghỉ, ăn uống, tất cả phải đi vào quy trình của nó. Giờ bé cho nó ăn cái gì để cho đủ chất cho nó lớn, mà lớn chút rồi ăn cái gì để cho nó đủ chất nó học, mà lớn chút như mình rồi, lớn rồi phải ăn cái gì cho nó vừa đủ chất mà nó phù hợp với cái tuổi người lớn. Chứ còn bữa nào cũng cứ rau muống nước tương không là chết, thấy không? Chao rau muống nước tương là không được, phải đổi mới, phải ăn cái gì cho đủ chất. Đó, thì cái văn minh này mình cũng phải có cái nhìn cho văn minh, chứ không phải như ngày xưa được. Nhưng mà nói ngược lại á, thầy thấy hồi đó Hòa Thượng Thanh Bích á, ông sống 101 tuổi, ông ăn cũng kho quẹt không biết. Thầy cũng khó nói ghê. Đi đâu thì ông bình thường không có gì hết, không ai biết ông sợ hết. Nhưng mà về nhà thầy có cái duyên đi với thầy Bảo Nghiêm về tới cái nơi trú xứ của ngài, cái chùa của ngài. Trời, ngài sống nó khắc khổ thì không đúng, nhưng mà tại cái hạnh của ngài mà khắc khổ gì. Ngài sống đạm bạc đơn sơ lắm, vô thấy chỉ có một trách kho quẹt vậy đó, mà không phải kho quẹt của mặn nha, muối nước tương đó, quan cơm vậy thôi. Mà bữa nào như bữa nói vậy mà ngài sống tới 101 tuổi không biết làm sao nữa. Bây giờ Đức Pháp Chủ chúng ta cũng vậy, ngài cũng có mảnh vườn ở phía sau chùa, đôi khi sáng ngày cũng thỉnh thoảng ngài ra đó, ngài cũng nhổ cỏ, ngài cũng xem xét giống bình thường rồi đó. Thì người ta phỏng vấn ngài chứ ngài có cái phương cách gì mà ngài sống trường thọ vậy. Ngài nói rất đơn giản quý vị, mà trong dịp đầu năm thầy cũng xin nhắc lại để chúng ta cũng bắt chước sống theo ngài cho nó khỏe. Mình chỉ mong khỏe thôi, bớt tật bệnh đi cho nó nhẹ nhàng. Ngài nói tôi không có cách gì hết, nên tôi chỉ có sống làm sao cái tâm nó trong sạch thì thấy nó sống được như thế này thôi. Mà thiệt, ngài ít có khi nào bệnh mà đưa vô bệnh viện lắm quý vị. Ngày xưa là Đức Hòa Thượng nguyên chủ tịch của chúng ta, Hòa Thượng Thích Thượng Trí Hà Tịnh đó, ở chùa Vạn Đức ở Thủ Đức quý vị, ngài để cái bảng là vô y viện, là không bao giờ ngài đến bệnh viện, đặc biệt cái đó. Chỉ khi ngài lúc đó lớn tuổi rồi, rồi bệnh sau đó rồi mấy thầy mới đưa vô, thì đưa vô ngài đi luôn. Chứ cuộc đời ngài ngài không đến bệnh viện. 80-90 tuổi chứ đâu có nhỏ đâu. À, thì cuối cùng là chúng ta nên nhớ rằng đó là Đức Pháp Chủ chúng ta nói rằng ngài chỉ có sống sao cho tâm nó trong sạch thì nó trường thọ. Cho nên chúng ta cố gắng tu tâm dưỡng tánh là như thế. Mà khi tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó thanh thoát, cứ tưởng tượng đi, cái tâm quý vị mà cái ngày nào mà quý vị cảm thấy vui vẻ, quý vị thấy thích thú là tự nhiên nó nhẹ nhàng lắm, mà thậm chí nó vui lắm. Còn cái bữa nào mà nó rủi, nó có cái chuyện gì đó mà nó bắt như ý nó buồn á, cho nên thành nó bực bội lắm, nở nụ cười nở không nổi, nó héo queo à. Cho nên thầy phải ráng, mà không ráng gì hết, phải dùng pháp Phật để chuyển hóa tâm mình cho nó được thanh thoát, được nhẹ nhàng, nó được thoải mái. Thì lúc đó thì chẳng những mình sống đúng với là cái cách sống của người con Phật, mà sống một cách mẫu mực, sống một cách thoải mái, tự tại, an vui với con, với cháu, với mọi người, với bố, với mẹ, với ông, với bà, với thầy, với tổ. Thì đó là cái lời cầu chúc trong năm mới hay nhất mà thầy xin gửi đến toàn thể đạo tràng của chúng ta. Hãy cười như nụ cười Di Lặc, cười từ trong tâm ra, chứ đừng có cười méo xẹo thì không nên. Hay Di Đà Phật.
áo xuân sang. Hương Tết hòa trong ánh nắng huy hoàng. Di lặc bạn ân về khắp chốn. Sắc xuân tươi đẹp bao tin vui. Đất trời vào xuân có nắng xuân tươi. Cây trái nở hoa thơm ngát đất trời. Muôn loài hoan ca mừng nắng mới. Đón xuân Di Lặc đón niềm vui. Trên muôn hoa hoa đẹp tỏa hương quanh ta, chứa tràn niềm tin bao la, thế gian cùng vui reo ca đón mừng mùa xuân mới. Xuân đã về trên quê hương, xuân Di Lặc xuân yêu thương, ban nụ cười vui muôn phương, cất cao lời ca hân hoan chào mừng mùa xuân sang. Hương trầm nhẹ bay theo gió đông xuân, em viếng lễ chùa thanh tình tâm xuân đẹp mãi mãi. Đón xuân Di Lặc đón niềm vui. Thank you.